Đang trong giờ làm việc. Cà phê phải pha một ly sữa với cả một ly đường thì mới uống được. Không được, đắng quá. Vẫn chưa được. Lần này thì lại ngon quá. Vẫn chưa được. Cho nhiều sữa thế nhở? Lần thứ ba rồi nhé. Ổn rồi đấy. Tốt lắm. Đây nha, anh hướng dẫn cho một lần nữa nha. Mở tab mới này. Tập trung đấy. Cứ nghĩ linh tinh gì. Bực mình không chịu được. Tháng này cô ta tiểu tôi 2 triệu đấy. Trời ơi, tôi còn 4 triệu rồi đây này. Này này. Hay là cho cô ta bay mỏ đi. Chứ đợi ở đây lâu tôi không chịu được. À, tôi có cách này. Hay là mình lợi dụng cái tính hốc đậu của cô ta vào công việc. Một người khó tính, suy phong, kiểu gì cũng sẽ cho cô ta out thôi. Đúng đấy. Sếp là một người nghiêm khắc, chắc chắn không chấp nhận những sai lầm dù là nhỏ nhất. Đúng không? Hợp lý đấy. Anh chị, có điều gì vui cho em ạ? Không, không, làm gì có gì đâu. Thôi, đến trường này thì ăn tôm hùm đi. Mang giỏ ra, em có thể được biết. Hôm nay chị nhiều việc lắm. 30 việc chưa xong, chắc không ra ngoài được. Thôi em hôm nay chị có thể tìm một việc. Hôm nay chị làm việc đi nhá. Ok, em đi nha. Bye bye, bye. Bye. Em làm tốt nên là sếp đã giao một trọng trách, chính là gặp đối tác của công ty. Giỏi thế cả, để chị xem nào. Ê, chị bạn này, mấy giờ em đi? Chiều nay em đi gặp khách. Nếu mà chiều nay em đi gặp khách hàng ấy, thế là đằng nào cũng sắp nghỉ trưa rồi,
Thì mình phải thay bộ quần áo đi. Chứ đi gặp đối tác mà mặc như thế thì trẻ con đấy. Đúng đấy, họ không thích đâu. Thank you.
anh thế nào? Tôi không phải Thư. Này, mà sao nó đi thì thiếu thiếu thế nào ấy? Cái gì đấy? Tao quên sao nào? Người chị Thảo, màu son của chị rất xấu. Đọc TV nên nó không tôn lên hết được vẻ đẹp của chị. Em tặng chị cây son này, hy vọng chị sẽ dùng nó mỗi ngày và nhớ đến em. Nhưng theo cách, đừng ghét em quá nhé. Bà có quà, còn tôi thì không. Nhìn bác bà kia kìa. Cái gì đây? Chiếc ô phiên bản ra. Xịn thế. Đã biết hết rồi. Còn tính Thư như nào, anh biết. Anh cũng là người đào tạo Thư, nên không có chuyện sai sót như vậy đâu. Mà thôi, chuyện cũng không có gì. Mọi người đi làm tiếp thôi nhỉ. Tiền đền bù sao? Tiền đền bù thì để em đền cho. Nhưng em chẳng có gì ngoài tiền cả. Nó. Anh đã xử lý xong hết rồi, không mất tiền đâu. Vậy bây giờ nhà mình đi liên hoan nhỉ? Đúng rồi đấy ạ. Mọi người ăn đồ Tây không? Em đặt. Thôi. Ô, em mời mà. Không, hôm nay anh mời nhá. Anh trả tiền. Đi đâu rồi?